Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Khang Gia Đình TV. Ngày hôm nay Ngọc Khang Gia Đình TV sẽ hướng dẫn các bạn cách chăm sóc cây trầu bà cột như thế nào, giúp cho cây trầu bà cột được xanh tốt ở trong ngôi nhà của bạn. Thì trước hết hãy cùng Ngọc Khang Gia Đình điểm lại một vài cái lưu ý khi chúng ta lựa chọn cây trầu bà. Thì trước hết các bạn đi ra cửa hàng cây cảnh, các bạn mua cây trầu bà về nhà các bạn, thì đâu đó chúng ta còn cái chậu ở nhà thì chúng ta mua cái cây không và chúng ta trồng. Cái thứ hai là chúng ta họ mua nhận một cái cây chậu mới trồng ở ngoài cửa hàng chúng ta mang về nhà. Thì điều các bạn lưu ý như sau là khi các bạn mua về nhà đó thì các bạn hãy để ở ngoài vị trí có ánh sáng rất là mạnh, có ánh sáng mạnh nhất ở nhà của bạn, để cho cây nó hồi phục ít nhất từ 1 tuần đến 10 ngày rồi các bạn hãy đưa vào vị trí các bạn cần đặt nhé. Tại vì nếu các bạn đưa sớm vào vị trí các bạn cần đặt đó là cái độ khi các bạn tưới nước không đúng thì cái rễ nó không phát triển ra được, thì cây trầu bà của bạn sẽ vàng và rụng lá rất là nhiều, nó sẽ làm cho cây trầu bà của bạn dễ bị chết. Thì đó là các lựa chọn cái cây trầu bà. Thì về chăm sóc cây trầu bà như thế nào, thì thứ nhất là chúng ta phải nói đến vấn đề nước tưới. Đối với cây trầu bà như thế này, như các bạn đang nhìn thấy đây, thì trung bình một lần tưới thì Ngọc Khang gia đình sử dụng 1,5 lít nước để tưới cho toàn bộ cây trầu bà này. Chúng ta tưới nó vừa đủ, nó vừa ngắm là tầm khoảng 1,5 lít nước. Thì cái thể tích của cái cây trầu bà của bên bạn biết rồi, nó chiếm khoảng 1/3 thể tích của cái chậu này, cái bầu rễ thể tích chậu này. Do vậy các bạn sử dụng cái liều lượng chừng 1,5 lít là các bạn đã tưới đủ. Thì có các bạn phải kết hợp hai phương pháp tưới. Thì thứ nhất, các bạn sẽ tưới gốc cứ sau 1 tuần đến 10 ngày, khi các bạn thấy cái mép dưới khô thì các bạn sẽ tiến hành tưới gốc. Các bạn sẽ tưới nhẹ và tưới đều xung quanh hết cái gốc này. Đó, các bạn dỡ ra các bạn tưới đều xung quanh gốc. Và cái điều lưu ý là các bạn hãy 1,5 lít nước đó, các bạn chia ra làm nhiều lần tưới, tức là các bạn ít nhất là tưới 3 lần. Sau đó cứ mỗi lần các bạn tưới một nửa lít thì các bạn cứ một lần các bạn tưới nửa lít. Và các bạn tưới 3 lần như thế thì nó mới ngấm đủ xuống ở dưới cái rễ của cây trầu bà, ở phía dưới cùng để cây bà nó hấp thụ nước. Cái nữa là các bạn sẽ sử dụng kết hợp là phun qua cái cột này. Quan sát chưa? Và các bạn kết hợp phun vào cái cột này. Đây các bạn hãy xịt vào cho ướt cái cột này. Đó, các bạn chỉ xịt vào ướt cái cột này thôi nhé. Các bạn không xịt trên lá mà chỉ bắt các bạn xịt trên cột này. Đó, các bạn hãy xịt trên cột này. Các bạn ướt ở cột này. Thì ví dụ cây các bạn mới mua về thì khoảng 2 ngày các bạn phun một lần. Còn đối với cái cây mà nó đã ổn định rồi, trong bộ rễ rồi thì 4 đến 5 ngày các bạn phun nó một lần, để giúp làm sao để giúp cho cái giáp bám của cái cây trầu bà nó được bám trên này, nó không bị tuôn xuống. Nếu mà cái vải này nó khô quá kết hợp với nó nóng nữa thì cái khả năng cây trầu bà nó rớt xuống khỏi cái trụ này rất là cao. Do vậy nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái thẩm mỹ của cây trầu bà của mình. Cái vấn đề thứ hai các bạn đấy, đó là vấn đề về vệ sinh cho cái cây trầu bà của mình. Bà bên ngoài kia bà mà vấn đề thứ hai là các bạn vệ sinh cây trầu bà của mình, các bạn hãy dùng một cái khăn sạch, sau đó các bạn thấm nước. Tầm cái việc này các bạn làm có thể là từ 2 tháng đến 3 tháng, hoặc là các bạn siêng thì có thể 1 tháng các bạn làm. Các bạn sử dụng cái khăn này, các bạn cầm, các bạn lau nhẹ trên cái lá, các bạn lau nhẹ lên lá. Các bạn hạn chế là xịt trên lá nhé. Đối với cái cây trầu bà trong nhà, các bạn hạn chế là phun trên lá đó. Tại vì khi các bạn phun trên lá, một mặt là nước sẽ chảy xuống dưới nhà, cái thứ hai nước sẽ đọng trên cái lá và dễ tích tụ nấm vi khuẩn nấm bệnh trên này. Thì các bạn hãy lau cho mình một lần. Các bạn có thể dùng nước sạch các bạn lau cũng được, hoặc là các bạn nếu mà cái cây của bạn có bị bệnh lá mà các bạn có bị bệnh, các bạn dùng bột để các bạn lau. Bạn hãy lau như thế này, vệ sinh như thế này. Rồi,
cái một cái vấn đề cần trao đổi với các bạn đó, đó là chế độ dinh dưỡng cho cây trầu bà của mình. Thì thông thường khi các bạn mới mua về thì sau khoảng cỡ 2 đến 3 tháng thì các bạn phải bổ sung dinh dưỡng cho nó, để dinh dưỡng của cây trầu bà nó sẽ không đủ sức và nuôi cây. Thì đây là cái mà Ngọc Khang gia đình đã sử dụng. Một tháng thì Ngọc Khang gia đình phun một lần bình B1 cho toàn bộ cây trầu bà. Và đối với những trường hợp mà cây trầu bà nó bị sau một thời gian ở trong nhà mà ở những vị trí thiếu ánh sáng, thì Ngọc Khang gia đình sử dụng thêm cái ngọc siêu magie. Ngọc Khang gia đình sử dụng thêm cái siêu magie này để cho giúp cho cái cây trầu bà nó tăng khả năng quang hợp, tăng cường khả năng quang hợp trong điều kiện sáng yếu. Và còn một cái cuối cùng nữa là Ngọc Khang gia đình sử dụng Cromo tỷ lệ 30-10-10. Cái đây là tỷ lệ phân bón dành cho lá, dành cho lá, để cho lá nó phát triển xanh, tốt và dài. Thì khi các bạn kết hợp tưới dinh dưỡng cho cái cây trầu bà thì các bạn hãy lựa những cái dòng phân nó hòa tan để các bạn tưới, không hạn chế thấp nhất việc sử dụng NPK ở dạng viên. Thì như thế nó sẽ làm tổn, dễ làm tổn thương cái bộ rễ của các bạn, cây của các bạn. Đây là những cái sản phẩm mà Ngọc Khang gia đình đã sử dụng để chăm sóc cây trầu bà của mình. Thì các bạn nên có cái bộ sản phẩm này ở trong nhà để các bạn chăm sóc da cây của mình định kỳ các bạn nhé. Cái nữa là các bạn để đối với cây trầu bà các bạn trồng trong nhà, nước tưới của bạn là gì? Có phải là các bạn sử dụng nước máy được bạn tưới hay không? Thì các bạn biết rằng trong nước máy thì người ta sử dụng chloramibê để người ta khử khuẩn. Thì do vậy trong nước máy thì không còn vi sinh vật mà nó gây hữu có ích và cũng như là sinh vật gây hại gì trong đó hết. Thì đương nhiên sau một thời gian các bạn tưới cho cây, cái gốc cờ lo trong đó nó dư, thì nó làm cho cái đất của bạn chua. Thì lưu ý là các bạn dùng cái máy tưới thì phải để qua đêm cho lượng cờ lo bay đi, thì các bạn tưới cho cây nó hiệu quả. Còn một cái điều lưu ý nữa là cây các bạn khi để trong môi trường trong nhà thì nó kín gió, thì đương nhiên là cái vi sinh vật có hại ở trong giá thể nó sẽ sinh sôi, nó nảy nở phát triển. Thì Ngọc Khang gia đình có một giải pháp cho các bạn, đó là sử dụng cái chế phẩm vi sinh. Cái chế phẩm vi sinh này là chế phẩm Ngọc Khang gia đình tự làm. Thì Ngọc Khang gia đình sẽ có một video hướng dẫn cho các bạn để tự làm cái sản phẩm vi sinh này tưới cho cây của mình. Thì thông thường một tháng Ngọc Khang gia đình sẽ tưới cho các cây trong nhà một lần để giúp cho tăng tình hình vi sinh vật ở trong rễ cây. Nó sẽ giúp cho phân hủy những cái chất không tan, nó giúp cho tiêu diệt các mầm bệnh gây từ rễ cho cây. Thì đó, cái những cái bệnh xuất phát từ rễ rất là nguy hại cho cây. Một cái điều nữa mà các bạn đặc biệt lưu ý là để cho cây trầu bà ở trong nhà của mình nó phát triển được đẹp, thì đó là vị trí ánh sáng. Thì thông thường là chúng ta chọn đặt cây trầu bà sẽ đỡ những cái vị trí ánh sáng tương đối là đầy đủ ở phòng khách. Tuy nhiên có những vị trí mà các bạn muốn đặt cây trầu bà thì một cái mặt nó hướng vào tường, một mặt thì nó ra ở bên ngoài, thì đương nhiên ở bên ngoài nó sẽ nhận nhiều ánh sáng hơn và phía bên trong nó sẽ thiếu ít ánh sáng hơn, thì cái việc thiếu ánh sáng nó sẽ phát triển là chậm hơn so với ở ngoài có ánh sáng nhiều. Tuy nhiên cây trầu bà của bạn sau một thời gian sẽ bị mất cân đối. Do vậy việc đầu tiên các bạn cần làm tiếp theo đó là từ 1 tuần đến 10 ngày các bạn hãy xoay chậu một lần. Các bạn hãy xoay chậu, các bạn hãy xoay từ vị trí mà có ánh sáng nhiều vào phía bên trong, từ vị trí mà có ánh sáng ít ở bên trong tường các bạn xoay ra ở vị trí bên ngoài. Thì đương nhiên cây trầu bà của các bạn nó sẽ đều cả về, nó phát triển đều cả về cái tán. Còn một cái cuối cùng nữa mà Ngọc Khang cũng sẽ chia sẻ với các anh chị đó là để làm sao cái cây trầu bà của chúng ta lá luôn luôn to mà không phải lá nhỏ. Thì các bạn để ý khi cái cây trầu bà chúng ta phát triển lên tới cao, lên tới cái cột này rồi, thì nó sẽ có xu hướng là cong xuống, nó ngã xuống. Thì các bạn hãy cắt nó đi, cắt cái ngọn nó đi, các bạn giữ lại cái lá lớn thôi. Còn những cái trường hợp cái cây nó ra, nó cây cái nó mọc ra những cái thân cây chét, cái nhánh chét nó mọc ra, thì các bạn cũng cắt cái nhánh chét các bạn bỏ đi. Thì đương nhiên các bạn giữ cái cho cây trầu bà của mình nó không bị suy. Cái nhánh cái chét đó là nó giống như là cái cây trầu bà, cây đây là cây mẹ, nó sẽ đẻ ra cái con, thì các bạn phải cắt cái con đó đi. Đó, ví dụ những cái dòng cây này là những dòng cái nhánh cây con này nó mọc nó ra, thì các bạn hãy cắt cái đó bỏ đi, thì các bạn mới dưỡng sức được cây trầu bà của mình, mới giữ được cái lá nó to. Thì quá trình chăm sóc cây trầu bà các bạn lưu ý nữa đó là vấn đề bệnh xuất hiện trên cây trầu bà. Thông thường thì cây trầu bà ít khi rất bệnh, nhưng khi nó xuất hiện bệnh thì các bạn làm như thế nào?
thì điều đầu tiên là đối với những cây đầu bà, bình thường các bạn mới mua về thì nó sẽ hay xảy ra hiện tượng là vàng lá, hay ra hiện tượng vàng lá, hoặc các bạn tưới nước nhiều nó sẽ xảy ra hiện tượng vàng lá như thế này, nó vàng từ ngọn tới lá luôn. Thì đây là hiện tượng của hiện tượng là tưới dư nước, tưới nhiều nước, quá nhiều nước cho cây. Thì việc của các bạn là chỉ các bạn kiểm tra chế độ tưới nước của bạn, xong các bạn ngưng tưới nước cho mình. Các bạn tuyệt đối không được tưới buổi tối nha, chỉ tưới buổi sáng thôi, không được tưới cây đầu bà buổi tối là nó sẽ giải quyết được bài toán. Còn cái lá vàng các bạn cứ lặt đi bình thường, không có vấn đề gì xảy ra hết. Cái thứ hai nữa là cái cây đầu bà, các bạn để ý có những trường hợp nó xảy ra vấn đề là ở cái đầu chóp lá như đây, nó hay xuất hiện là nó bị cháy, cháy màu đen, màu nâu hết toàn bộ cái viền lá như này. Thì đó chính là hiện tượng do sốc nhiệt. Hiện tượng sốc nhiệt thì nó hay xảy ra khi là các bạn đưa cái cây đầu bà ở một điều kiện ở ngoài nắng nóng, các bạn lại đưa vô trong nhà thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là cây nó bị cháy chóp lá. Hoặc là các bạn tưới sai giờ, ví dụ tuần này các bạn tưới buổi sáng, tự nhiên cái đầu bà cũng tưới buổi trưa hoặc buổi chiều thì nó hay xảy ra cái vấn đề là bị cháy ở phía chóp đỏ. Thì các bạn điều chỉnh lại việc tưới nước của bạn thôi. Cái vấn đề thứ ba mà bệnh cây nó hay xuất hiện đó là khi vết bệnh nó xuất hiện ở trên lá, nó gọi là bệnh kháng thư. Kháng thư là do là các bạn phun nước trên lá, nó sẽ động lại, có vi khuẩn trên đó và nó sẽ sinh ra nấm bệnh trên đó, nó làm cho từng đốm, làm đốm lá, nó sẽ làm một cái đốm đen ở chỗ này và bắt đầu nó sẽ lan dần ra. Thì đương nhiên là khi các bạn thấy cái biểu hiện đó xảy ra, việc đầu tiên các bạn điều chỉnh lại nước tưới. Cái thứ hai là các bạn sử dụng cồn, các bạn sử dụng cồn, bạn thấm chấm vào cái bông, xong đó bạn lau lên cái vết bệnh này, bạn lau hết toàn bộ lá là nó sẽ giải quyết được bài toán là cái cây của bạn sẽ rất là trên đây là những cái hướng dẫn mà Ngọc Khan Garden TV chia sẻ cho các bạn. Thì cũng mong muốn rằng các bạn sẽ chăm sóc, tự tin chăm sóc cho cây trầu bà của mình ở nhà được xanh tốt, được phát triển một cách tối ưu nhất. Thì hy vọng rằng cái video này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các bạn. Thì nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy share cho mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh để nhận những cái video tiếp theo các bạn nhé. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.